Ok. Trời ơi, yêu club bánh nó tới rồi kìa. Trời, nó vô nó mừng nó. Ôi. À. Không mà vô thông tin, mở cửa cho vô thông tin đi. Vô thông tin. Hey, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Anh Thư Family và cuộc sống tại Thụy Điển. Bây giờ đang chuẩn bị quà để với cái thông Noel nè mọi người ạ. Đây chỉ là 1/3 cái quà cho tụi nhỏ với lại cho cả nhà. Tại vì mấy cái quà kia nó to quá, anh dạo này nó không có khiêng nổi. Cho nên phải để ở đây. Đây cũng đã chuẩn bị sẵn một phần quà cho ông già Noel tặng. Tại ông gọi Noel đến đây. Nhưng mà trước hết thì bây giờ mình sẽ đi vô chuẩn bị phụ ông bà nội chuẩn bị ăn cơm trưa. Ăn xong rồi thì sẽ coi Kalanka. Kalanka là giống như là một cái chương trình phim hoạt hình của Disney á. Nó tổng hợp lại tất cả luôn của Disney hồi xưa đó. Thì khoảng tầm nổi tiếng cho mấy đứa nhỏ nó coi. Thì năm nào cũng vậy hết trơn á, là nhà mình sẽ ngồi ở đó coi. Mà không phải chỉ riêng nhà mình đâu, tất cả những người Thụy Điển hầu như đều coi chương trình Kalanka này. Lẩu của Thụy Điển là như thế này nè mọi người. Thì cái này là xúc xích bà nội đã luộc chín rồi, cắt nhỏ ra. Cái nước này là cái nước luộc, cái nước dùng luộc thịt hồi nãy á. Thì để nhúng vô cái bánh mì. Bánh mì này là bà nội cũng tự làm luôn. Còn cái thịt đã luộc ra rồi á, thì để bên này để ăn riêng. Đây là cái nồi nước dùng thịt nè, cái bà nội nấu nè, xong rồi nêm nếm vô đó. Thì khi mà mình ăn thì mình sẽ múc ra vào trong cái nồi nhỏ này, nếu như mà cái nước này đã hết. Mời mọi người cùng ăn trưa với gia đình mình nha. Cái món này tên tiếng Thụy Điển nó kêu là Doppelgryta. Thì cái món này là ông bà nội ăn vào mỗi một ngày 24 tháng 12. Từ khi ông nội với bà nội gặp nhau là khoảng 40 năm rồi đó. Năm nào cũng lặp đi lặp lại như vậy. Cái món này ăn vào buổi trưa. Vào cái ngày lễ Noel là không thể nào thiếu cái này là củ dền, nó ngâm chua ngọt đó mọi người. Ngon không Julia? Nó chua chua ngọt ngọt ha, ngon ha. Julia là khoái ăn cái rơ biệt của salad quá. Ăn xong có cái miệng màu hồng hồng đẹp quá ta. Mời mọi người cùng ăn trưa với nhà mình. Đây là lẩu của chị Điển nha mọi người. Rồi Alice ăn đi. Alice ầm nha. Khí đó. Cái khoai tây nó là khoai tây bột, nó bở quá cho nên nó gấp lên cái là rớt hết trơn. Nè con ăn cái thịt đi. Nó ăn khoai tây trước không mà. Đúng rồi, cái con bà này nè, bà này bà lai tây cho nên mới ăn đồ tây. Ôi nóng. Đây em mới lấy một cái dĩa sẵn cho mình nè. Cái này là mông heo nướng nè, thịt nai, thịt heo, cái lẩy này là bánh mì. Mình nói ông bà nội là tại sao lại ăn cái món này vào ngày lễ Giáng sinh. Thì được ông bà giải thích là hồi xưa Thụy Điển còn nghèo lắm, người ta sẽ để dành những cái món ăn ngon nhất vào ngày lễ Giáng sinh. Thì thường trước lễ Giáng sinh đó, người ta sẽ mổ heo, mổ bò để lấy cái mông heo làm cái dưa khuyên ca. Dưa khuyên ca là gì thì mọi người vào trong cái clip clip trước mình làm nướng tảng mông heo tẩm mù tạt á, mọi người sẽ xem và biết cái món đó là gì nha. Thì những cái phần thịt còn lại người ta sẽ nấu lên làm thành một cái nồi grita, giống như cái nồi lẩu, nồi kho như thế này nè. Thì để nhúng bánh mì. Bánh mì thì cũng ở nhà tự làm luôn. Và cái món này thì người ta sẽ ăn suốt cả ngày 24 và ngày 25 tháng 12. Người Thụy Điển bây giờ người ta không ăn nữa là tại vì Thụy Điển bây giờ nó phát triển rồi, thì đem rất là nhiều món ăn mới lạ vô. Thì những người trẻ bây giờ người ta không còn ăn cái món này nữa. Thì cái món Doppelgryta này là mình liên tưởng đến cái món thịt kho hộp vịt của mình ở Việt Nam á. Thì hồi xưa Việt Nam cũng kho một cái nồi thịt như vậy ăn cả 4-5 ngày Tết. Nhưng mà bây giờ thì cửa hàng mở cửa, nhà hàng mở cửa cho nên giới trẻ bây giờ cũng ít ăn rồi. Toàn đi ra ngoài ăn vào ngày Tết thôi.
Giờ thì anh này lúc cho. Này. Ôi. Đừng mà papa. Đừng mà papa. Sao? Anh em biết. Mình la anh mít, mình nói anh mít chơi ngu quá trời, đưa cho con nhỏ uống. Mà tại vì vậy ảnh nói chứ nãy giờ nó khóc nó la quá trời, nó thấy mọi người uống rượu á, cho nên nó đòi xong nó bỏ ăn luôn, cái nết của nó dữ quá, cho nên anh phải cho nó thử một miếng vậy cho nó biết nó sợ rồi nó không đòi nữa. Mà thiệt luôn á mọi người, nãy nó nếm thử có chút xíu vô vậy đó mà nó thấy cay quá xong nó la cái nó bỏ luôn. Bây giờ anh mít mà đưa cái ly rượu vô cho nó hửi, nó nghe mùi rượu nó đẩy ra liền, nó kêu nãy nó không uống đâu. Tội nghiệp dễ sợ không? Nhấp thử cái rượu mình chi rồi bây giờ cay quá rồi uống nước ngọt không luôn, giờ bỏ luôn cái dĩa ăn cơm luôn rồi. Hey Alice, Alice mới vừa ngủ vậy? Má? Dưới hút là ba? Có ok. Trời ơi, dưới hút là ba nó tới rồi kìa. Trời nó vô nó mừng nó la kìa. Đâu? Ôi, má sao dư cà bá? Lem xong hoa lem đã ra. Thông tin. Ồ, thông tin có mệt. Mẹ thông tin đi xa. Thông tin đi xa. À, ok, thông tin đi xa hoa lem đã ra. Mẹ thu đu thông tin sẽ không mà rất sợ. Dạ. Đến ta đu dắt cho thông tin. Ồ, dư cà bá nó có mệt, nó không biết thông tin. Ồ, em đi xa xe lá bó nè. Sao thu đu dắt thông tin sẽ không mà. Dạ. Ồ, vì phu xe, dỡ em ta sẽ kết. Fråga Fabulous, tror han att ni är så snälla barn? Jag önskar att jag ville ha Pokémon. Önskar du det? Ja. Pokémon. Trời ơi, năm nay mình cũng không biết ông già Noel là ai luôn á mọi người. Tại vì mỗi năm á là mỗi ông già Noel khác nhau à. Gia đình nhờ hết người này đến người kia, cho nên mình cũng không có biết nữa. À, hỏi anh Mít thì anh Mít anh bí mật dữ lắm luôn á. Cho nên mình cũng rất là hồi hộp và háo hức, không thua kém gì mấy đứa nhỏ hết á. Ông già Noel tới rồi. Vậy đã vô thông tin hả? Nhìn ra ngoài coi phải không? Không mà vô thông tin, mở cửa cho vô thông tin đi. Vô thông tin. Ôi, tiếc ta, vô thông tin. Bà sao vậy, bà sao vậy mình? Cô dư. Visste ni att tomten kommer nu? Du får stå där nere. Jo, det finns stolar där. Det är du väljer. Vi får hitta tomten kommer då. Eller tomten kan sitta där då. Tomten sitter där då, där skönare. Jag rullar lite bara. Trời, bộ năm nay má ba giỏi lắm hay sao á, mà má ba được quà quá trời luôn nè. Trời, một đống quà ở đây toàn là nãy giờ toàn là của má ma, của má ma không à. Sophia nó ngồi nó buồn buồn, nó thất vọng nha. Rét nã ơi, Julia con có mấy cái? Đưa phèm, ồ chị hai thôi, có phèm. Quá trời. Titta på pappa. Tomten ska slå i honom. Oj, Alice, var är pappa? Alice, nó ngồi coi cái ba nó làm cái gì vậy? Rồi, cầm cái đó em vô. Dạ, được ông nhà Noel tặng quà, bây giờ tặng lại cho ông nhà Noel nè. Honey list. Ô xe dạ hả? Xe dạ con thi của Jill thì thông cảnh nè.
Inte var alldeles för mycket. Tomten har inte varit så jättesnäll. Pappa, mamma! Tomten fortsätter, tomten ông già Noel đi tiếp tục đi phát quà cho người khác rồi. Vậy là một mùa Noel Giáng sinh nữa đã đến, một năm qua rất là nhanh luôn. Năm nay mấy đứa nhỏ nó được quá trời nhiều quà luôn, thì tụi nó rất là vui, tại vì tụi nó nghĩ là tụi nó là những em bé ngoan, cho nên ông già Noel đến và tặng cho quá trời nhiều quà. Mình cũng được quá trời nhiều quà luôn, thật là bất ngờ, cái gì lớn già cái đầu rồi mà cũng được nhiều quà nữa. Thì mong mọi người theo dõi ha, thì mình sẽ làm một clip mở quà vào ngày mai nha, mọi người nhớ đón xem nha. Gia đình mình rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm ủng hộ trong thời gian gần đây. Gia đình nhà dịch thì muốn chúc mọi người có một mùa Giáng sinh thật là an lành và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai. Bye bye mọi người. Con được con gấu, ai tặng cho con vậy? Chiếc cá ha, chiếc cá ha.